Kính chào quý vị khán giả của chương trình Rubik Cuộc Sống. Tôi là Xuân Quỳnh. Và tôi là Xuân Tín, và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin rất thú vị trong Rubik Cuộc Sống ngày hôm nay. Vâng, anh Xuân Tín này, ở phần đầu của chương trình thì tôi lại muốn hỏi anh một câu rằng anh có bao giờ nghĩ là khi mà người ta đến với nhau và người ta yêu nhau cũng là một cái duyên không? Và đôi khi có những người ta gặp nhau, yêu nhau thì hơi oan gia một chút, giống như là ghét củi của nào trời trao của đấy vậy. Vâng, đôi khi mình không thể nghĩ rằng mình có thể chuyển trạng thái từ ghét sang yêu, nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng là một trạng thái rất là thú vị. Và dần dần chúng ta khám phá ra là người bạn đời của mình hóa ra lại không dễ ghét như là mình tưởng tượng, đúng không ạ? Vãi cùng chờ đến phần sau của chương trình để chúng ta gặp gỡ một cặp đôi cùng cơ quan, cùng không nghĩ rằng mình sẽ có được một ngày yêu nửa còn lại của mình. Một câu chuyện tình yêu khá thú vị. Yêu xa thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Thế nhưng mà cũng chưa chắc là như vậy, bởi vì có rất nhiều người ta cũng sợ yêu gần lắm. Vì ở gần thì sẽ nảy sinh được rất là nhiều những cái mâu thuẫn khác nhau. Vì vậy cho nên là nhiều người rất sợ yêu cùng cơ quan. Thế nhưng mà cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ và cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị như vậy. Và câu chuyện của một cặp đôi ngay sau đây cũng sẽ là một minh chứng. Để nói chính xác yêu nhau từ khi nào, chị Trang và anh Trức khó có thể trả lời. Bởi hàng ngày họ đều bận rộn với những đứa trẻ đặc biệt từ sáng tới đêm. Liên tục phải nói, làm theo, kiên nhẫn từng chút một để các em có sự chuyển biến dù là nhỏ nhất. Từ sinh hoạt cá nhân cho đến việc dạy dỗ các em đều đến tay các thầy cô giáo, bởi các em là những trẻ tự kỷ. Mọi người thường e ngại khi kết hôn với người cùng nghề, cùng cơ quan, chưa kể một công việc khó khăn như giáo dục trẻ tự kỷ. Nhưng không biết đôi vợ chồng này có suy nghĩ như vậy hay không? Thưa quý vị, gần 3 năm yêu nhau và trong suốt quãng thời gian đó thì chuyện tình yêu của anh Trức, chị Trang luôn gắn liền với những nhân vật đặc biệt, đó chính là những đứa trẻ tự kỷ. Từ là người yêu cho đến đồng nghiệp, và bây giờ họ cùng hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Hãy cùng tôi gặp gỡ với đôi vợ chồng đặc biệt này để lắng nghe những câu chuyện tình yêu đặc biệt từ phía họ nhé. Xin chào anh. Chào. Bây giờ thì công việc của hai anh chị gần như là ngày nào cũng gắn liền với nhau, đúng không ạ? Mọi người vẫn cứ nói là tốt nhất đừng có lấy chồng cùng cơ quan. Bây giờ mình đã lỡ lấy chồng cùng cơ quan rồi thì cảm giác của mình như thế nào sau 3 năm yêu và chung sống với nhau? Thứ nhất là hai vợ chồng được ở cùng nhau. Đấy, nghĩa là được chia sẻ với nhau tất cả mọi cái từ công việc cho đến gia đình. Thế, và cái là nghĩa là mình cảm thấy là luôn luôn có một điểm tựa ngay bên cạnh mình. Mình rất là yên tâm. Cảm giác như chỉ cần gọi phát là có mặt, đúng không? Thực ra là phụ nữ chúng tôi thì rất thích cảm giác là người đàn ông của mình ở bên cạnh anh Trức ạ. Tuy nhiên thì tôi thấy là có thể đàn ông lại không thích cảm giác đó thì sao? Bản thân tôi lại cần phải suy ngẫm, hay suy ngẫm bản thân, suy ngẫm xung quanh. Tôi cần những khoảng khắc riêng cho chính bản thân tôi. Và ngay cả trong quan hệ vợ chồng cũng vậy. Khi về nhà tôi cũng cần cái khoảng thời gian riêng với ông ấy, bàn làm việc, bàn học của tôi phải đọc sách hoặc là nghe cái video nói chuyện cái thứ. Thế lúc đấy thì có phải xin phép vợ không, bảo em ơi cho anh off 1-2 tiếng? Với cơ bản thì vợ tôi hiểu được cái thói quen của tôi. Tôi rất tò mò là đầu tiên hai người là những người rất là trẻ nhưng mà đã bước vào một cái lĩnh vực, đấy là giáo dục, là dạy trẻ tự kỷ. Mình cảm nhận được các con khác biệt với những người khác. Đấy, nhưng mà nghĩa là tự thân mình thì mình thấy có một cái gì đấy các con rất là đáng yêu, mong muốn và khao khát là các con thay đổi. Thế nên là ở cái bước đầu khi mà tiếp xúc với bạn đầu tiên là Khôi Nguyên thì không, nghĩa là gần như là cái khó khăn nó không thành vấn đề. Cái khó khăn của bên em bắt đầu khi mà có những cái bạn trường hợp nặng hơn. Đấy, nặng hơn là gọi là đi vệ sinh này, hay là lên cơn này. Lên cơn nha, bạn Jim, là tấn công các thầy cô á. Dạ. Thế có bao giờ Trang rơi vào cái tình cảnh đấy là em mệt quá, bị stress quá khi mà đối diện với nhiều trường hợp học sinh quá khó khăn và chia sẻ với chồng là thôi em không muốn làm nữa không? Con người thì sẽ có những lúc mất cân bằng. Có những lúc mà mình rất là mệt mỏi thì mình thấy là muốn buông. Muốn buông tất cả, bỏ chồng anh nghỉ. Mỗi khi mà mình muốn buông ấy, thì trong mình luôn có một cái suy nghĩ. Các bạn là học sinh bình thường, khi mà các con lớn lên các con có thể ra ngoài tự lập được. Nhưng mà các bạn ở đây ấy, nếu mà mình, tất cả các thầy cô đều có suy nghĩ như em, đều muốn buông, đều muốn bỏ hết, muốn từ bỏ hết những cái môi trường như thế này ấy, thì các con đi đâu, không có ai ở bên con cả. Nãy giờ cái sự chia sẻ của Trang, cảm thấy Trang khá là lãng mạn ấy, và sống thiên về tình cảm. Vậy thì khi mà vợ mình phải có nhiều áp lực công việc như thế, phải vất vả như thế thì
anh Chức có cái hành động lãng mạn nào không? Để xoa dịu cho vợ mình sau những giờ làm việc căng thẳng. Cũng gọi là tranh thủ. Tranh thủ gọi là dành cho nhau những cái thời gian riêng. À, có thể là đi ra ngoài một chút thôi và anh gọi đưa nhau đi trốn. Đó, những hành động rất là thực tế đấy ạ. Vâng. Những đứa trẻ bị tự kỷ thì các em sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp và những cái hành vi cư xử, nhưng bên cạnh đấy có cái kỷ niệm nào về cái sự tình cảm của các em mà đôi vợ chồng này có thể chia sẻ không? Đối với bản thân anh thì có một bạn gọi là Toli, bạn đấy là rất tình cảm. Mỗi khi thì mình làm mình căng đầu ấy, bảo Toli ra bóp đầu cho bố thì bạn cứ ra bóp cổ ông sáng mà nhìn quen ấy, bóp cổ bố thì mình ấy chiều mà mày giết bố. Tức là bạn ấy quan tâm là bạn bóp đầu bóp cổ với mình. Cả hai vợ chồng dù là chưa có đứa con ruột thịt của mình nhưng có rất nhiều đứa con khác phải chăm lo đúng không ạ? Thỉnh thoảng là một số người hay hỏi là thế vợ chồng đã sinh cháu chưa thì dạ. Mình hay gọi hài hước trêu là hiện tại em có 40 cháu đây rồi thì em sinh được gì nữa. Tôi thắc mắc là hai người, trong hai người thì ban đầu ai là người cưa cẩm trước? Bản thân em thì là người hiếu thắng. Thế mà cái gì mà người ta không thích ấy, thì em lại càng thích làm. Như ngày xưa anh ấy mang một tính chất giống như kiểu là thiền sư ấy. Gọi là nghe nhạc thiền nhiều này, luôn luôn nghĩa là học về đạo. Và có một chị giảng viên của Tâm Việt ấy, thì luôn luôn nhìn anh ấy và nhận xét là giống như kiểu là Phật Di Lặc ấy. Khi mà Phật Di Lặc muốn đi thiền, đi tu như thế ấy, thì em lại có mong muốn là kéo Phật xuống. Đấy, thế này gọi là em kéo thiền sư xuống núi thôi. Thế mình có thuộc tích mà anh Chức thích không? Cùng công ty và em đi nhờ xe thôi. Thì anh ấy có chia sẻ là có 3 điều mà anh ấy không thích, gọi là tiêu chí để chọn bạn gái ấy. Thứ nhất là không chọn người lùn, và thứ hai ấy, là không chọn người cùng cơ quan. Anh ấy thường nói với em cái câu là cơm thầy vợ bạn gái cơ quan là sẽ không dây vào. Đấy, thứ ba là người đánh đá. Ngồi đằng sau xe em mới có suy nghĩ là nếu mà đã như thế rồi ấy, người ta sẽ âm mưu là ta phá hết cả ba cái điều đó đi. Đấy, để xem là gọi là tiêu chí kiểu gì nào. Bởi vì từ trước là em thường không tin vào cái việc là phụ nữ hay là đàn ông đặt tiêu chí về người yêu của mình trước khi cưới hoặc trước khi đi tìm mối tình cho mình đâu. Đấy, nên là gọi là em âm thầm em phá. Thì có thể là cái việc đấy gọi là em suy nghĩ thế thôi, nhưng nó vô tình nó đi vào tiềm thức của em mà em cứ dần dần rồi em kéo thiền sư xuống rồi em thay đổi cả ba điều đó. Phụ nữ cứ ra vẻ khôn ngoan nhưng thực ra có thể đấy là một bài của anh Chức đúng không ạ? Dạ, anh ngây ngô lắm. Khi anh này quản lý trang cái vợ anh bây giờ ấy, thì đấy cứ gần nhau đấy, hay trêu được ra trình ký rồi các thứ đó. Sau rồi thì đến lúc anh có tình cảm nào là anh cũng không rõ nữa. Và sau đến giai đoạn mà khi mà cứ mỗi lần thì anh hay ốm thì cảm giác mà khi không có đấy, không thấy hạnh hoẹ là cảm giác thì thiếu cái gì thiếu. Ba cái tiêu chí mà Trang vừa chia sẻ, dân tiêu chí thứ nhất là không thể thay đổi được rồi, tiêu chí thứ hai chắc là cũng thế, thế còn tiêu chí thứ ba đánh đá thì sau một thời gian kết hôn thì bây giờ thấy thế nào, nó giảm đi hay nó tăng lên? Về cơ bản thì vẫn thế. Đôi khi anh tức quá là anh cần anh quát hoặc là anh đeo xuống, hai thứ hai là kệ mà quá lại quay về chế độ thiền. Bật ngay chế độ thiền. Vậy thì trong tương lai hai vợ chồng có dự định gì không ạ? Chúng ta hãy sẽ có hai dự định đi. Một là dự định cho gia đình nhỏ của mình và thứ hai là dự định trong sự nghiệp của mình. Ai cũng phải có một cái kế hoạch là có các con ở đây. Đấy, nhưng mà có những đứa con mà tự mình sinh ra, mình mang nặng để đau và mình chăm nó từ khi mới lọt lòng ra, đấy là cái điều vô cùng hạnh phúc đối với bản thân mình. Mong muốn của em thì vẫn là có thể là ra được một bộ sách về trẻ tự kỷ mà tác giả là tên mình. Đấy là gọi là ước mơ của em. Một ước mơ rất cao đẹp. Bạn như vậy thì không chỉ có Trang hiểu về các bạn tự kỷ mà sẽ có rất nhiều những người khác đúng không? Và rất là mong cái ước mơ đáng yêu đó của Trang sẽ trở thành hiện thực. Và xin chúc gia đình anh Chức, chị Trang luôn là vui vẻ, hạnh phúc và chúng ta sẽ cùng phát triển gia đình nhỏ của mình trong một gia đình lớn với các trẻ tự kỷ ạ. Vâng, cuộc sống hôn nhân là như vậy. Có những lúc khó khăn, có những lúc nản lòng, nhưng mà quan trọng là chúng ta không buông tay nhau ra và vẫn có một tình yêu chung đối với cặp đôi vừa rồi, đó là họ đều chăm sóc và nuôi nấng cho những đứa trẻ thiếu may mắn.